Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Như trên màn hình các bạn có thể thấy ha, đây là cây cam sành đang thời điểm là cho trái. Và hiện tại là cây nó đang ra cơ đọt đầu tiên sau thời điểm mà cây nó sổ nhị hoàn toàn. Đây, như các bạn có thể quan sát thấy ha, đây là những cái cơ đọt, cái cây lá đầu tiên. Và sau khi cây nó đã sổ nhị hoàn toàn và hiện tại những cái cơ đọt này nó ra nó đã chuyển lụa rồi. Và hiện tại là trái nó cũng là khá bự ha các bạn. Trong quá trình mà chăm sóc cây cam sành á, trong thời điểm mà mang trái á, nếu như chúng ta chăm sóc mà cây nó được tốt á, mà trong quá trình nuôi trái á, từ lúc sổ nhị tới thời điểm mà cắt bán á, các bạn có thể cho cây nó ra 3 lần đọt hoặc là 3 cơi á, thì cái cây của mình là nó rất là khỏe. Tức là trong quá trình mang trái á, cái cây nó sẽ không có bị xỉu và bộ rễ của mình nó phát triển rất là tốt ha các bạn. Đây, đối với cái cây này thì đôi nó đã ra được một cây đọt và cây đọt này ha, nó rất là tốt nha các bạn. Là cái bộ lá của nó ra lớn lá và dày lá. Các lá nó không có quá nhỏ. Và hiện tại là cái trái cũng nó rất là xanh và cái lá của mình nó cũng rất xanh. Trong quá trình nuôi trái thì ở thời điểm mà từ khi sổ nhị tới thời điểm hiện tại nè, cái trái như trên màn hình các bạn có thể thấy đây. Thì chúng ta luôn nhớ ưu tiên là sử dụng các dòng kích rễ thường xuyên và định kỳ để giúp cho bộ rễ của mình nó khỏe. Khi cái bộ rễ nó khỏe bước vào thời điểm vô nước á, là cái lúc cái trái của mình nó cần rất là nhiều dinh dưỡng, tức là chúng ta sẽ bón phân nhiều hơn và định kỳ hơn. Tùy theo cái số trái trên một cong á, thì chúng ta sẽ bón cái lượng phân khác nhau. Nếu như là cái vườn mà có năng suất nhiều á, thì chúng ta sẽ bón với lượng nhiều, mà nếu như cái bộ rễ của các bạn nó yếu quá mà bón với lượng nhiều á, thì cái rễ nó sẽ bị sốc và nó rất là hư, nó làm cho xỉu cây. Thì trong quá trình giai đoạn đầu từ lúc sổ nhị tới thời điểm mà trái nó như thế này nè, khoảng 2-3 tháng đầu thì các bạn nhớ ưu tiên dưỡng rễ và kích thích cho cây nó ra được một cây đọt như thế này. Như các bạn thấy ha, thể thấy ha, cái lượng trái rất là nhiều nhưng mà cây nó ra cái lượng cây đọt á thì là cũng là khá rồi. Đối với cái vườn này thì như vậy thì nó rất là phù hợp rồi. Thì khi cái nguyên tắc của trên cây cam của mình á, khi cây nó ra rễ thì nó sẽ bắt đầu là ra lá, ra cơ đọt mới. Do đó mà khi cây nó ra được lá như thế này nè, là chứng tỏ cái bộ rễ ở dưới á, nó đã rất là tốt rồi ha các bạn. Khi mà cái lá này nó già lại á, thì nó sẽ bắt đầu là quang hợp và tổng hợp các dinh dưỡng, giúp nó nuôi ngược lại cái cây và nó ra rễ, đồng thời là nó giúp cho cái trái của mình nó lớn. Tức là trên cây cam sành á, khi mà cái bộ lá của các bạn á, nó nhiều á, thì cái quá trình nuôi trái của nó rất là khỏe. Theo như thống kê ha, cái này là mình chỉ nói phỏng phỏng thôi chứ không phải là một cái quy chuẩn nào. Đó là thông thường á, là trên cây cam sành á, là khoảng 100 lá. Ví dụ đối với những cái lá bự như thế này ha, thì khoảng 100 lá thì nó có thể nuôi một trái phát triển rất là tốt ha các bạn. Cái là thống kê thôi, thống kê theo kinh nghiệm thôi. Thì các bạn để ý, ví dụ nếu các bạn muốn nuôi được 100 lá thì nuôi một trái, 300 trái thì các bạn nhân 100 lên. Thì cái đó là tổng số lá mà nó giúp cho cái cây của mình nó phát triển tốt. Cái đó là một cái thống kê cơ bản thôi. Nhưng mà cái đó là khá là chính xác ha. Tức là khi cây của các bạn nó đã đủ lá rồi và cái lá nó bự, nó lớn thì cái quá trình nuôi trái nó rất là khỏe. Do đó trong quá trình nuôi trái thì các bạn cần ưu tiên là chúng ta giai đoạn đầu thì kích thích bộ rễ, giúp cho cái cây đọt mình nó được ra liên tục trong vòng 3 cơi. Tức là ở thời điểm này là nó sẽ ra một cơi như thế này. Ra như thế này ha các bạn. Rồi mà ở tiếp theo là ở thời điểm mà trái nó vô nước, tức là khoảng 1-2 tháng nữa đó, thì cây nó sẽ ra được cây đọt tiếp theo. Và khi trái của các bạn xuất bán là gần xuất bán khoảng 1 tháng thì cây nó sẽ được ra được cây đọt cuối. Đó là đối với cái một quy trình chăm sóc chuẩn. Và chúng ta cần tuân thủ cái nguyên tắc là phải là kích thích cho bộ rễ nó phát triển nè. Và đồng thời là sử dụng các chất sinh, các chất điều hòa sinh trưởng ngoại sinh để giúp cho cây của mình nó ra cây đọt khỏe. Tức là theo nguyên tắc thì trong cây á, cái chất điều hòa sinh trưởng đó là Gibberellic acid hay thường gọi là G3 đó,
khi cái trong cây của mình nó mà cái chất nó tăng lên nhiều á thì cái cây của mình nó sẽ được ra cơ đỏ. Còn đối với cái chất cytokinin á, khi nó nhiều á thì nó sẽ ra chồi bên. Còn nhóm chất auxin thì nó sẽ kích thích bộ rễ. Thì trong quá trình chăm sóc á thì chúng ta cần lưu ý là bổ sung đầy đủ các chất đó trong cái giai đoạn mà đua trái để giúp cho cái trái mình nó phát triển cân đối nè, nó lớn, nó ra được bộ rễ mới, nó ra được cây đọt. Còn đối với cái vườn này vẫn làm bông theo hình thức là đậy màng phủ hết các bạn. Tại vì đối với biện pháp đậy màng phủ thì nó có là rất là nhiều ưu điểm, và đối với cái điều kiện mà canh tác cam sành hiện nay, cái thời tiết nó thay đổi như thế này á, đó là một cái phương pháp mà nó khá là an toàn và nó bền vững, ít rủi ro hơn là so với chúng ta sẽ xịt lan. Và sau khi mà đậy màng phủ xong á thì cái quá trình là phục hồi cây lại thì nó sẽ dễ hơn. Trên nguyên tắc của cây cam sành thì các bạn là các bạn cần lưu ý là trên cây cam sành của mình á, nó thiếu nước thì cây nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà khi cây của mình nó bị dư nước á, 1 2 ngày là chắc chắn cái bộ rễ nó sẽ bị hư nha. Nhưng mà đối với cây cam sành thiếu nước 1 2 3 tháng thì nó cũng không ảnh hưởng gì chứ. Khi các bạn vô nước vô phân lại á thì cái cây nó sẽ phát triển tốt thôi. Khi ở thời điểm mà lá nó đã ra được như thế này nè thì chúng ta có thể là cung cấp là cái phân bón lá lên để hỗ trợ cho cái lá của mình nó lớn hơn một xíu và nó mau già. Khi lá nó già thì nó sẽ tổng hợp ngược cái chất dinh dưỡng lại từ ánh sáng mặt trời đó, hoặc là cái dòng phân bón lá mà các bạn phun lên đó, thì nó sẽ nuôi ngược lại trái thì cái trái của mình nó sẽ lớn. Khi trái nó bước vào thời điểm lớn khoảng như vậy nè, với như vậy nè các bạn, như thế này thì cái cây mình nó sẽ được ra cơ đọt tiếp theo. Khi ra một cây đọt tiếp theo thì cái bộ lá nó sẽ tăng số lá lên và đồng thời nó tăng cái số rễ lên thì cái cây của mình nó sẽ được phát triển tốt thôi. Còn trong quá trình này ở thời điểm mùa nắng ấy, thì chúng ta cần lưu ý là phòng nhện, để nó nhện nó tấn công dinh trái, nó gây ra hiện tượng da lu da cám, nó làm cho cái trái của mình nó bị xấu. Rồi khi bước vào thời điểm mà mưa hoặc có các cơn mưa trái vụ thì chúng ta cần tiến hành là phun thuốc bệnh liền để phòng ngừa bệnh, nhất là cái bệnh thán thư ở cái đầu vụ mưa á, thì nó dễ gây ra cái hiện tượng mà rụng trái của mình nó tấn công bị cuốn á. Còn vấn đề nước tưới thì trong thời điểm ăn trái này thì các bạn cần cung cấp nước tưới đầy đủ nhưng mà không có để nước quá nhiều trong mương. Nó gây dư nước thì nó gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ rễ. Thì trong quá trình nuôi trái, đối với trái ở thời điểm như thế này nè thì khi các bạn bón phân á, thì mình ưu tiên các dòng phân bón có đạm và lân cao để giúp cho cái trái mình phát triển, nó hình thành đầy đủ các cơ quan như là múi với hột. Thì trên nguyên tắc phát triển của trái ha thì nó tuân thủ theo một cái nguyên tắc, đó là khi mà cái trái mình, ví dụ thôi nha, đối với những cái trái mà nó không có đột biến á, tức là cái hột nó sẽ phát triển bình thường á, thì sự phát triển của trái nó sẽ ảnh hưởng bởi sự phát triển của hột. Khi mà hột của trái á, nó phát triển thì cái trái của bạn nó sẽ phát triển rất là lớn. Còn nếu như mà các bạn bón các chất dinh dưỡng á, mà nó thiếu cái chất dinh dưỡng phát triển cho hột á, thì cái trái của mình nó chậm lớn. Đối với cái mà thời điểm đầu á, thì cái lân nó có vai trò rất là quan trọng hết các bạn, tức là lân nó sẽ giúp cho cái hột
trái của mình nó phát triển. Thì từ đó thì cái trái mình nó sẽ phát triển theo chiều ngang, còn đạm thì nó cung cấp dinh dưỡng để cho giúp cho cái quá trình phân chia tế bào á, khi mà trái đã bước vào thời điểm vô nước á, tức là cái hột nó đã hình thành đầy đủ rồi, thì lúc đó các bạn cần giảm lân lại. Nếu như các bạn xài lân ở thời điểm trái bắt đầu vô nước á, nhiều á, thì cái trái của mình nó sẽ bị xốp hoặc là nó dày vỏ. Thì đó, mình ví dụ nha, đối với cây dâu tây, trái dâu tây á, thì cái hột nó nằm ở phía ngoài. Thì trong mấy cuộc nghiên cứu á, thì người ta sẽ tiến hành là lấy cái hột nó ra, thì cái trái nó không phát triển, cái trái nó đứng lại, nó sừng lại. Nhưng mà khi lấy cái hột ra, cái trái nó sừng lại, nhưng mà cung cấp cái nhóm auxin á, tức là các nhóm kích thích ra rễ như NA là IBA hoặc IAA, thì cái trái nó sẽ tiếp tục phát triển. Tức là mình muốn nói á, là trong quá trình chăm sóc á, thì các bạn ở giai đoạn đầu á, cần ưu tiên sử dụng các chất kích rễ, thì nó sẽ giúp cho cái trái của mình nó phát triển. Đồng thời cái hột nó phát triển thì cái trái nó sẽ phát triển được chiều ngang. Đối với cái vườn này thì có trồng tràm ha các bạn. Trồng tràm thì nó cũng có cái vai trò quan trọng là giúp cho cây của mình nó được che mát. Tức là cây cam sành nó thuộc cái nhóm cây C3, tức là quai hướng động. Trong quá trình mang trái á, mà nó bị chiếu bởi ánh sáng trực tiếp á, thì cái cây của mình nó dễ si. Tức là ở thời điểm nắng từ 11 giờ tới 2 giờ thì cây cam nó không có thể mà hoạt động sinh lý bình thường được, tức là nó vô trạng thái nghỉ vậy đó. Nhưng mà nếu vườn của các bạn có cây che mát thì cây nó sẽ phát triển bình thường, và đồng thời cái trái của mình nó không có bị nám. Sau khi cơ đọt của này già thì mình sẽ cho nhà vườn tiến hành vẫn là kích rễ và đi phân bón để tiếp tục là nuôi trái và chuẩn bị cho cây nó ra cơ đọt tiếp theo để cho quá trình nuôi trái của mình nó được tốt. Thì đối với cái trái này thì khoảng đi 2 lần phân nữa thì nó sụ xuống rất là nhiều các bạn. Vì những cái trái này nó sụ rất là nhiều rồi nè. Và hiện tại các trái này thì nó khá đồng đều. Đây là cái màng phủ ha các bạn. Sau khi mà đậy màng phủ dở xong thì chúng ta sẽ cuốn lại và quấn lại như thế này. Thì cái màng phủ mình có thể giữ được là 4 năm hoặc 5 năm tùy theo cái điều kiện và cái loại màng phủ thôi. Một cái điểm đặc biệt nữa này mình muốn giới thiệu với các bạn á, là đối với cái vườn này á, thì mình cho sử dụng các dòng kích rễ bên mình và xài rất là định kỳ. Là khi sử dụng các dòng kích rễ á, mà xài đạt hiệu quả á, thì những cái cây của mình á, thì nó phát triển bộ rễ rất là tốt, và đồng thời là những cây cỏ hoặc những cây rau màu á, có trên liếp á, thì nó ra bộ rễ rất là nhiều các bạn, nó ra rất là nhiều và nó khác so với bình thường. Đây mình ví dụ cho các bạn thấy nè, đây là cây rau chai ha, nhưng mà khi tưới các dòng kích rễ á ở bên mình á, và bổ sung thêm các dòng chất kích thích ngoại sinh á, thì cái bộ rễ của mình nó phát triển rất là khác so với bình thường ha. Như đối với cái này nè, khi mà tưới cái dòng kích rễ thì cái mắt nó sẽ bị nhạt hơn, và đồng thời là từ một mắt nó ra rất là nhiều rễ nè các bạn thấy ha, nó phát triển rễ khác biệt so với là rễ bình thường, và cái đầu rễ của nó rất là trắng. Đây đối với những cây này nè, đó, các bạn thấy ha, cái rễ những cây rau chai nè, khi mà tưới các dòng kích rễ trên cam á, nó được hưởng theo á, thì cái bộ rễ nó phát triển rất là khác nè. Nguyên cái bộ rễ chùm nè, và rễ nó rất là mập nè, và cái đầu rễ nó rất là trắng, nó có nhiều lông hút á. Đây điển hình hơn thì cái này nó dày đặc hơn nữa nè các bạn. Đây bộ rễ nó phát triển rất là khác so với bình thường. Đây và đồng thời nè, các bạn thấy ha, cái rễ cám nó lên rất là nhiều nè, và nó cũng rất là trắng sáng nè.
Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình chăm sóc và những cái điểm lưu ý là chúng ta cần phải lấy cơ đọt ở thời điểm mà cây đã mang trái. Nếu như trong quá trình mang trái mà các bạn lấy được 3 cơ đọt á, thì cái cây của mình nó phát triển rất là tốt, và đồng thời là cây nó không bị si và quá trình mang trái rất là tốt. Rồi, mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cần dược. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.